ra đền cơn môn này thờ tứ vị đức vua bà công đồng thánh mẫu tam tòa thờ đức này chúa tiên thông dân tiết ngày lành tiết mở thông dân con thỉnh tam tòa thiên thánh hồi công đồng màu giáng đàn phi nhất na thiên kiên văn thịnh mời thanh mô đệ nhất chúa tiên là đại lần chiều sáng y thầy hiền có ngự về A Di Đà Phật A Di Đà Phật lô nhang xài pháp giới mừng quân chư Phật ngài hồi tất sao văn tùy sứ ghét vân thành lý phương gần chư Phật tìm đoàn thân Nam mô nhang vân cúng giang đồ tháp ma tháp Nam mô nhang vân cúng giang đồ tháp ma tháp Nam mô nhang vân cúng giang đồ tháp ma sẽ loan thanh ra
nhật văn linh quan cô về trên văn các quan đi tả văn điều võ lương ban tao đàn lệnh chuyển quân bộ đối hàng thiên minh và mãi hàng hà kéo ra lệnh chuyển có sơ dâng lên rõ ràng đổ cho họ cao bình an, họ cao bình an đổ cho họ cao bình an, họ Lý Phú Quý an khang thọ trường đổ cho hai họ trường sinh. Bên cạnh mình
bao phút thầy mộng khi thân sao xa đôi vị vương phu nhân ấy mừng mang tam giấc của phòng loan ni sự tình đốt nhang trầm một đỉnh cô dân lên con
vương mê thánh tổ tông nghe thi quyền nè hoang gia đại đình tam đạo quê nhà chùa ai con dòng sơn trang đặt tình đi hay bao
rừng vàng, đem cho họ cao giàu sáng đời đời, đem cho trăm họ Bắc cười có
Chín mười phương độ trời tay
khoan hát múa tiền tiền bay tiền bay lên tới tận công đồng mà hay lên bay xuống biến vào tay ai tiền bay lên tít tận trên trời
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho người phúc đăng này hạ sa.
khen ai khéo tạc cả bên luồng chơi vơi. Có cảnh tạc mơ là nơi thăng tinh lập ngôi đền thời thăng lịch biển bao con sông đà nước chảy gì sao. Phương năm miếu do giang ngũ phương đây bàn thành các cô tiên làng về dân nơi đền thờ chúa an thanh nghi cảnh vắng thú hữu tình cảnh nghi vật xôn xao đôi bên lòng mơ hồ trầu. Thank you.
phê tâu đôi chép biên rõ ràng, Chúa phê cho họ Lê họ Nguyễn con bình an. Chúa đã
ơi cái miền này cấm mấy cái giang xa viên là đất là làng.
quan ông về chiến văn các quan đi tả văn đi võ lương bán cao đàn lệnh trượt quân bộ đối hàng thiên minh và mãi hàng hà kéo ra lệnh truyền vàng sớ dâng lên văn sớ dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên đi ông về tấu đôi chép liền rõ ràng đổ cho họ cao bình an đôi chữ bình an độ cho họ cao bình an họ lý phú quý an khang thọ trường thì cho sức mạnh đôi đường quan về tấu đôi chép biên rõ ràng đổ cho họ Lê Bình An đôi chữ Bình An đổ cho họ Lê Bình An họ Nguyễn Phú Quý An Khang thọ trường vì cho sức mạnh đôi đường chứng ma chứng đàn ông về chứng ma chứng đàn để chứng cho họ cao An Khang thọ trường đổ cho họ Lý Trường Sinh Tuần dù thế
gian linh quan đông về trên văn các quan đi tả văn đi võ lương bàn đao đạn lệnh truyền quân bộ đôi hà thiên minh và mãi hàng hà kéo ra lệnh truyền và sớ dâng lên văn sớ dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên trình quan đệ nhị chép biên rõ ràng đổ cho họ cao bình an đôi chữ bình an đổ cho họ cao bình an họ lý phú quý an khá thọ trường cứ cho sức mạnh đôi đường văn sớ dâng lên kim ngân văn sớ dâng lên đi ông về tâu đôi chép biên rõ ràng đổ cho họ lê bình an đôi chữ bình an đổ cho họ lê bình an họ nguyện phú quý an khang thọ trường phi cho sức mạnh đôi đường chứng phu chứng đàn quan lớn về chứng phu chứng đàn chứng cho họ cao an khang thọ trường chứng cho họ lý bình an Hãy subscribe
phong tôn quan đệ nhị đồng anh tại cuộc sắc vua phong vẻ vàng mắt phượng dấu rồng dung ý tuần tú uy phong lạ thường. Linh mê sắc dòng cai ngự nam tiên phụng tòng vâng lệnh kêu thiên thanh sơn bích đồng mọi miền quan cai chốn điện đài uy nghiêm lồng lộng phép thần thông chỉ dũng ai đương ngự trên hắc hồ uy cường đi mây về gió mà bốn phương độ người. Phật Như Lai pháp kinh mê tam tạng hiền công tu sang dạng như gương ba ngàn cây giới tự hương trầm luân về khổ tìm đường lành xa. Thời chính ngọ xuất thân thung nguyên
lên mừng rỡ muôn phần, sinh ra là đồng anh hùng trượng phu. Trong tòa vàng nhang bay mây khói tòa, ngoại công đồng con phụng sự nể nguy nga. Họ cao con xăm lễ mây giang hầu, đội ơn quan lớn được phúc lâu nể giàu bề. Nhác trông lên tòa vàng trôi trôi, dưới sân rồng nhang khói sáng long lanh. Trăm hoa đua nhị trên cành, sơn trang quán giám sát Yến Quỳnh là bè bay. Đồng một tay quan biên chép mi, số mệnh người sinh từ có ai hay. Họ cao con hiếu thuận mê tha hồ hiền, tu nhân mê tịch đức chép biên cho thọ trường. Còn bao kẻ, còn bao kẻ ngang tàng bạo ngược, chuyến đi mê hại người không trước thời sau. Lỗi lầm quan xá chi đâu, sợ nguyện như ý sợ cầu được tòng tâm. Hợp bàn loan dăm ba câu ca tụng, chén rượu đào quan chu đón quan anh. Thừa nhàn gió mát trăng thanh, đàn nha sáo thổi rào quanh trước bàn đền. Năm ni bính dần ngày mùng 10 tháng 1, thái hậu bà sinh hạ mẹ tôn quan. Bách quan vọng tấu kiều trùng, chúa phê lòng bút sắc phong quan thề. Quan tam giới quyền hành sinh sát, lương càn khôn làm quát trong tay. Sẽ đoàn thanh giãi hồi cung, thái tử đề tam phong tôn thần. Quan lớn thái tử đề tam cùng binh quán cổ tòa lành giang chân linh tử. Thank you.
một tuần nhang nghi tú về tùy phủ các ban các tòa chốn ấy là chốn Diêm La. Là chốn Diêm La chốn ấy là chốn Diêm La nghi tú về tùy phủ vua cha độc đục vốn dòng ông ở Thoại Cung. Sớ dâng lên kim ngân đi vàng sớ dâng lên đi ông về tâu đôi chép biên rõ ràng chứng cho họ cao bình an. Đôi chữ bình an đổ cho họ cao bình an cái cửa nhà phú quý an khang thọ trường đổ cho họ lý trường sinh. Kim ngân và mã dâng lên quan về tấu đôi chiếc biên do giảng phi cho bọn Lê Bình Nhàn. Bọn Lê Bình Nhàn ông phi cho bọn Lê Bình An họ Nguyễn Phú Quý an khang thọ trường bốn mùa phẳng lặng căn qua. Chứng phù chứng đàn quan lớn về chứng phù chứng đàn chứng cho họ cao an khang thọ trường chứng cho họ Lý Bình An. Trần cũng
rừng núi sông.
chuyện phan linh quan đông về chuyện văn các quan đi tả văn đi võ lương bàn đao đạt lại chuyện quân bộ đôi à tia tinh và mãi hà kéo ra lệnh chuyện có sơ dâng lên văn sơ dâng lên nhân vân văn sơ dâng lên trình quan đệ tử chép biên rõ ràng đổ cho họ Lý họ Cao bình an họ Lý bình an đổ cho họ Lý bình an họ Cao phú quý an khang thọ trường phi cho hai họ trường sinh kim ngân văn sơ dâng lên đi ông về tâu đôi chép biên rõ ràng đổ cho họ Cao bình an đôi chữ bình an đổ cho họ Cao bình an họ Lý phú quý an khang thọ trường khi cho hai họ trường sinh vàng má dâng lên quan về tấu đôi yên xếp biên rõ ràng phi cho họ Lê Bình An họ Lê Bình An lúc phi cho họ Lê Bình An họ Nguyễn Phú Quý An Khang thọ thường phi cho xúc mạnh đôi đường chứng phù chứng đàn quan lớn về chứng phù chứng đàn chứng cho họ Cao An Khang thọ thường chứng cho họ Lý Bình An
khấu đầu con đôn ghi thù tiền ghi phần ghi đàn quan đệ ngũ tuần tranh linh giang chính quan quỷ nhà dấu thiêm quan ghi để ngã ba sông kỳ cùng sang các quan đi tạ văn đi võ lưa bàn đao đàn lệnh truyền quân bộ đôi hà thiên minh và mai hà hà kéo ra lệnh truyền có sớ dâng lên sớ điệp dâng lên kim vân văn sớ dâng lên trình quan đệ ngũ chép biên rõ ràng đủ cho họ cao bình an đôi chữ bình an đổ cho họ cao bình an họ lý phú quý an khang thọ trường khi cho ai họ trường sinh văn sớ dâng lên tiếng ngân văn sớ dâng lên trình quan đệ ngũ chép biên rõ ràng đổ cho họ cao bình an hay họ bình an đổ cho họ cao bình an họ ly phú quý an khang thọ trường khi cho hai họ trường sinh dâng lên đi kim ngân đi vàng mã dâng lên quan vị tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho họ Lê Bình An họ Lê Bình An ông phi cho họ Lê Bình An họ Nguyễn Phú Quý an khang thọ trường bốn mùa phẳng lặng căn quan chứng mã chứng đàn quan lớn về chứng mã chứng đàn chứng cho họ cao an khang thọ trường chứng cho họ Lý Bình An dâng tiến long chu họ cao con dâng tiến long chu quan về tấu đôi chép biên rõ ràng khi cho họ Lò Bình An đôi chữ bình an ông phê cho đôi chữ bình an chữ phú chữ quý an khang thọ trường phi cho sống mạnh đôi đường
tình Như Lai điểm khai khai thân nhớ nghi thần nhớ sang Quang Bình cai nhĩ nhĩ tình thông cai cầu pháp đâm cánh nghi khai túc túc bộ hành dòng nhan thập cờ diệu Quang Bình chiếu long chu Thank you.
qua bên sông Tranh mà nhớ người trăng xưa. Mang nặng xiềng
ngày 25 tháng 5 bắt đem đầy chốn kỳ cùng Thủy Kiệt nỗi oan này có thấu hiểu hỡi cao hồng đỏ nay đã biến màu xanh nhạt gió lạnh sương xa gió lạnh sương xa vì lòng bội bạc sự ngay gian đã đảo lộn trắng đêm quan lớn tuần ngài oan ngài oan vì ông bướm là tuyết hoa đoạn phục tội trời không dung quan lớn tuần ngài hỏi chăng quan lớn tuần ngài hỏi chăng hỏi gió hỏi trời hỏi rằng nguyệt lao trêu người bởi vì đâu ngài hỏi có có cây ơi có thấu hiểu cho lòng ta sơn cùng Thủy Kiệt sương xa lạnh thấy đất chuyển mà lòng đau như cắt quan lớn tuần thấy đất chuyển mà lòng đau như cắt nợ trần hoàn ông quyết phải trả cho xong ngàn hoa cũng thương người đã khuất bốc đùng đùng gió giật mưa xa nỗi oan đã chuyển đất đông thành đôi ông bạch xa thả thác trong quan lớn tuần ngài thả thác trong còn hơn sông đục nước sông thì cùng tắm ngọc
đất linh ra. Khắp bốn phương xa gần đều biết tiếng Quan Tuần đã dạy bậc thần cơ. Các mấy cửa sông đâu đó nay phục thờ, linh sang ma thiết lập đền thờ Quan Tuần Chánh. Trên ni bát ngát đôi long châu hồ phục, lột ni tam đầu quần khúc mây châu lên. Đôi lân dần phường mùa ni đôi bên, Quan Tuần này chắc sáng ngự lên trên sập vàng. Quan ni vẫn sống với muôn dân mê ta đó, muôn đời sau còn nhớ ơn Quan Tuần. Nay Quan về với Đức Thánh Nhân, tiệc vui giá ngự con xin thưa đôi lời. Quan này vẫn sống Quan đầu mẹ có thác, sử sanh còn chép lại từng trang. Quan phán ra ý ngọc lời vàng, vì dân Quan để muôn vàn tình yêu thương. Đôi lần ông hiền thánh Phò An Mế Dương Vương giết giặc mây Triệu Đà. Bến sông Chanh vang khúc cả Oan ca, kỳ cung Cô Tích gần xa lẫy lừng. Lúc sinh thời Quan vào sinh ra từ, vung đao thần nhẹ tựa hồng mau. Trên cõi trần nặng gánh gian lao, sổ sinh biến chép Nam Tào Quan có tên. Một con nguyện họ cao mấy con nguyện, tích dương công đức cúi xin ông nhỏ phước hà xa. Xin ông mở lượng hài hà, độ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con nguyện họ cao mấy con nguyện, giữ lòng mẹ trong sang. Xăm mê hối ông chẳng dám đơm sai, xin ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt được biến tai vi tường. Ba con nguyện họ cao mấy con nguyện, đèn hương dâng tiến cúi xin ông thương đến đồng gia, độ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa da hồng. Bốn con nguyện họ cao mấy con nguyện, một lòng chỉ kinh tu thiết lễ nghi, chẳng sánh với ai. Chỉ xin Quan lớn sáng điện đài, cho con được chữ lộc tài công danh. Năm con nguyện họ cao mấy con nguyện, trung thành tứ phủ trước hội đồng văn võ bá quan. Căn cao mở phù tôn nhang, đã làm tôi ông thánh thì chẳng có tham giàu nghèo. Sau con nguyện họ cao mấy con nguyện, tu theo tiền giáo ông khai, cho học đạo được linh, khai cho được trí thông minh, khai cho sống nhớ được tình đường.
tập phúc tích tuyền duyên nơi cõi tục lầm than. Xin quan nhỏ phước thiên nhang cho con được hưởng bình an đời đời. Đồng tử mọi bề hành thông. Xin con nguyện họ Cao mê con nguyện trăm tông đường tổ miếu bái quan về khai chiếu căn duyên cho bà cô ông mãnh hậu thiên hiền thoát đường lục đạo tìm lên trang đài. Mười con nguyện họ Cao mấy con nguyện tiền tài không tiếc thác đi rồi còn biết chi đâu. Họ Cao con quỳ gối dập đầu mãn chiều trễ bóng được theo hầu đức đại vương. Chầu thôi lại trở ra đi tới tướng bạch hậu lên chầu thừa ơ. Xe đoàn thanh giã